Chào mừng các em quay trở lại với kênh học tập tiếng Anh Thủy Tips to Top. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các em trong một đề kiểm tra vô cùng quan trọng, đó chính là đề kiểm tra học kỳ 2 của lớp 12. Đây là đề chính thức của Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai năm học 19-20. Nó khá hay cho nên cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục từng câu nhé. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm. Câu 1, câu 2, tìm từ mà có cách phát âm phần gạch chân khác với phần gạch chân của các câu khác. S và ES có 3 cách phát âm. 1, được phát âm thành S khi theo sau. Và mẹo để nhớ chính là cụm từ tôi không phải, lấy chữ đầu tiên của các từ nhé. Nhóm thứ hai là is khi theo sau. Và mẹo để nhớ chính là sợ sệt gì chó ghẻ. Ok, và nhóm ba là chúng được phát âm thành z khi theo sau các âm khác nhé. Như vậy dựa vào đây thì dễ dàng nhận thấy đáp án của chúng ta sẽ là câu D, prevents. S ở đây đã được phát âm thành S bởi vì nó đi theo sau âm T. Ba câu còn lại thì S và ES đều đi sau các âm khác thuộc nhóm thứ ba, đúng không nào? Cho nên sẽ được phát âm thành Z. Ok. Detroit occurs, believes. Câu 2 là cách phát âm nguyên âm A, A, damage. A ở đây được phát âm thành âm A, B, famine, A và C, finance, A. Như vậy, chắc chắn đáp án là D, swallow. Chữ A được đọc thành âm gì nào? À, đó là âm A ngắn nhé. Tiếp theo là một bài đọc hiểu gồm 5 câu từ câu 3 đến câu 7. Một cái kỹ thuật để khi đọc bài đọc đó là việc đầu tiên các em phải quan sát xem bài văn của chúng ta gồm mấy đoạn nhé. Đây là một đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3. Chúng ta có 3 đoạn. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là tựa đề tốt nhất cho đoạn 1 heading. Tựa đề tốt nhất hay nói cách khác là tìm ý chính đấy các em ạ. Và thông thường thì nó sẽ được thể hiện ở câu đầu tiên. Câu này có cấu trúc tương phản on though. Mặc dù là đàn ông vẫn làm ít hơn, still do less housework. Vậy thì cái ý này mang nghĩa không tốt đúng không nào? Nhưng khoảng cách đó chỉ còn một nửa. Như vậy có nghĩa là cái câu đằng sau sẽ là câu mang nghĩa tốt và ý chính của toàn đoạn này nó sẽ mang nghĩa tốt. Ok, vậy ta sẽ xét 4 đáp án nhé. Câu A, lợi ích của việc đàn ông tham gia vào việc nhà. Câu B, việc đàn ông tham gia vào công việc nhà. Drawbacks, bất lợi của việc đàn ông tham gia việc nhà. Và câu D, con cái trẻ em học toán và khoa học. Vậy ta dễ dàng bỏ được ngay đáp án D. Các em để ý thấy hai đáp án nào trái ngược nhau không? A và C, lợi ích và bất lợi. Như nãy cô phân tích thì đoạn 1 nó sẽ mang nghĩa tốt. Ok, đáp án chính là A, lợi ích của việc đàn ông tham gia vào công việc nhà. Đó là gì nào? Sự tham gia nhiều hơn của đàn ông tại nhà rất tốt cho mối quan hệ của họ với bạn đời và cũng tốt cho con cái của họ nữa. Câu số 4 hỏi về chi tiết. Ngày nay, bao nhiêu phần trăm đàn ông giúp chăm sóc con? 50%, 41, 25 hay là 20? Ngày nay, today, 41% of couples say that they share childcare equally. Ngày nay 41% các cặp vợ chồng nói rằng họ chia sẻ việc chăm sóc con một cách bình đẳng. Đáp án sẽ là B. Câu số 5. Theo như tác giả thì người già ở nước Mỹ như thế nào? Đây tiếp tục là một câu hỏi tìm thông tin chi tiết nhé. Câu A, đang trải qua tuổi thọ ngắn hơn. Câu B, nhận được ít sự chăm sóc hơn từ con cái của họ. Câu C, có mối quan hệ tốt hơn với con và cháu. Và câu D là, có thể sống trong điều kiện sống tồi tệ nhất. Như vậy thì, chưa đọc bài nhưng mà có thể dựa vào những kiến thức nền của chúng ta thì chúng ta biết rằng toàn đoạn này nó đang là mang nghĩa tích cực và chúng ta sẽ có thể loại ngay được những đáp án tiêu cực nhé. Vậy thì đáp án của em là gì? Ha, chúng ta sẽ chắc chắn chọn đáp án C. Họ có mối quan hệ tốt hơn với con và cháu. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nhé. Vào năm 1900, tuổi thọ ở nước Mỹ chỉ là 47 và chỉ có 4% dân số là sống được đến 65 hoặc già hơn.
Ngày nay tuổi thọ là 76. Như vậy tuổi thọ đã gì? Dài hơn chứ không phải ngắn hơn. Câu A là sai. Và tính đến trước năm 2025, người ta ước tính là 20% dân số Mỹ sẽ 65 hoặc già hơn nữa. Lần đầu tiên một thế hệ người trưởng thành phải trả tiền cho nhu cầu của cả cha mẹ và con cái của họ. Hầu hết người Mỹ thì phản ứng với một niềm ân cần đáng kể. Cứ một trong bốn hộ gia đình thì sẽ dành ra tương đương là một ngày trọn vẹn trên một tuần hoặc hơn nữa để dành cho những sự chăm sóc mà không được trả tiền đối với những người họ hàng già. Và hơn một nửa số họ nói rằng là họ mong muốn làm như vậy trong 10 năm tiếp theo. Như vậy có nghĩa là người già đang có mối quan hệ rất là tốt, ok? Những người già thì ít có khả năng bị bần cùng hóa hoặc bị kiệt sức bởi bệnh tật hơn trong quá khứ. Như vậy rõ ràng là bây giờ người già được chăm sóc tốt hơn, đúng không nào? Và có nhiều cơ hội để phát triển một mối quan hệ với con cháu của họ, ok? Have a more opportunity to develop relationship with their grandchildren. Rõ ràng đáp án của chúng ta chính là C. Better relationship with their children and grandchildren. Câu 6. Tìm từ gần nghĩa nhất với manageable, difficult, khó khăn, challenging, thách thức, demanding, đòi hỏi cao, và easy, dễ dàng. Vậy chúng ta cùng xem xét manageable trong ngữ cảnh để đoán được nghĩa của nó. Thậm chí một số cái mà gây lo lắng cho người ta nhất, nhưng mà hóa ra lại là, thì chữ manageable này nó sẽ mang nghĩa là gì? Dễ dàng, đúng không nào? Ok, vậy đáp án chắc chắn là D, easy. Câu 7, tìm từ hoặc cụm từ mà chữ this này thay thế cho. Vậy this dịch nghĩa là điều này, và nó thay thế cho một cụm từ đứng trước nó. Điều này là điều nào? Getting divorced, ly hôn. Câu B, giảm thiểu mâu thuẫn. Câu C, gây vấn đề cho con trẻ. Và câu D, duy trì mối quan hệ. This nằm ở đây. Như vậy mẹo là nó thường thay cho cụm từ hoặc cả câu đứng trước, cho nên chúng ta sẽ đọc từ câu trước thôi nha. Nhưng mà khi các bậc cha mẹ giảm thiểu mâu thuẫn thì các mối quan hệ trong gia đình có thể được duy trì, và nhiều gia đình đang thực hiện điều này. À, như vậy nhiều gia đình đang làm điều gì nào? Đó là đang giảm thiểu các mâu thuẫn, đúng không nào? This thay thế cho minimize conflicts. B. Từ câu 8 đến câu 10 là dạng viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Câu 8, kiến thức về các động từ khiếm khuyết needn't, may và mustn't. Vậy chúng ta sẽ dựa vào ngay một cái dấu hiệu rất dễ nhận ra, đó là not allowed, không được phép. Tất nhiên là chọn ngay đáp án nào? D, mustn't, không được phép. Bạn không được phép hút thuốc ở nơi công cộng như là bệnh viện hoặc trường học. Câu A, needn't là không cần. Câu B, không hút thuốc. Đây là một sự thật hiển nhiên, không phải. C, may smoke, bạn có thể hút. No, bạn không được phép nhé. Lưu ý là must thì dịch là phải, nhưng mustn't thì chúng ta luôn dịch là không được. Câu số 9, đầu tiên nên chú ý từ nối because để nối hai câu nguyên nhân kết quả. Và chúng ta thấy có hai đáp án gần giống nhau và gần giống với câu gốc nhất, đó là A và D, đúng không nào? Nên loại bỏ ngay hai đáp án B và C nhé. A và B thì khác nhau ở động từ write và see. I couldn't make out all the words on the side because my glasses were dirty. Tôi không thể làm gì tất cả mọi từ ở trên bảng hiệu bởi vì cái kính của tôi bẩn. Ok, rõ ràng là make out mang nghĩa là see. Đây là kiến thức về phrasal verb, cụm động từ các em nhé. Câu số 10, các em thấy tất cả các đáp án đều đổi cụm từ some loss lên đầu câu, tức là đây là cấu trúc câu bị động. Ok, mà bị động thì phải thêm be cộng v 3ED, đúng không nào? Vậy thì chúng ta dễ dàng loại bỏ được đáp án nào không có thêm B, đó chính là A và B. Còn hai đáp án C và D đều đã xuất hiện chữ must be passed. Vấn đề là ở chữ have to protect và to have protect. Sau tất cả các cấu trúc bị động thì động từ luôn ở to infinitive các em nhé. Còn sau động từ have thì chúng ta có thể có to hoặc là ở there. Cho nên đáp án phải là to have protect.
Ok, đây là kiến thức mà các em cần nhớ. Động từ khiếm khuyết ở chủ động thì chúng ta sẽ cộng với bare infinitive. Nhưng khi đổi sang bị động thì sẽ là be cộng với V3ED. Và nếu có một động từ theo sau thì động từ theo sau luôn ở to infinitive. Câu 11 và 12 kết hợp hai câu lại thành một câu tương đương. Câu 11 mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Việc đầu tiên chúng ta cũng xác định từ nối của hai câu nhé. After that nghĩa là sau đó, ok. Từ này cho chúng ta biết ngay là hai hành động này có một hành động xảy ra chưa. Mẹ tôi đã ngắt một vài đóa hoa hồng ở trong vườn. Sau đó mẹ cắt cỏ. Vậy ngắt hoa hồng trước và cắt cỏ sau. Việc xảy ra trước chia thì quá khứ hoàn thành. Còn việc xảy ra sau chia thì quá khứ đơn. Câu A, head, pick up và mẫu. Vậy câu A là câu đúng. Câu B, đảo mệnh đề sau ra trước. Mẹ tôi cắt cỏ trước, hái hoa sau là sai. Câu C, mẹ tôi hái hoa khi mẹ tôi cắt cỏ. Nối với nhau bằng when mà cả hai cùng quá khứ đơn là hai hành động này đồng thời không được. Câu D, mẹ tôi hái hoa khi mẹ tôi đang cắt cỏ. No, hái hoa trước, cắt cỏ sau nhé. Câu số 12, ta quan sát 4 đáp án rõ ràng là cấu trúc so sánh kép. Hai mệnh đề có the cộng so sánh hơn, chủ ngữ 1, động từ 1. Và mệnh đề 2 cũng the cộng so sánh hơn, chủ ngữ 2, động từ 2. Câu đầu tiên, the play lasted very long. Vậy, ta loại ngay được câu A và câu C phải không nào? Long, đổi thành the longer. Tiếp theo, ở mệnh đề thứ 2, the audience became increasingly small. Increasingly, ngày càng tăng lên. Đáp án B. Ok, the more, not the less. Trận đấu kéo dài, khán giả trở nên ngày càng chán. The longer the play lasted, the more bored the audience became. Trận đấu càng kéo dài thì khán giả càng trở nên chán. Câu 13 và câu 14 là tìm từ đồng nghĩa với từ gạch chân nhé. Chúng ta có thể dựa vào một số từ quanh đó nếu các bạn không biết nghĩa nha. Change là sự thay đổi và significant nghĩa là quan trọng, sự thay đổi, quan trọng hoặc là đáng kể. Vậy thì đương nhiên đồng nghĩa với important, right? Different, khác nhau, natural, tự nhiên, and main là chính. Câu số 14, went up, dựa vào chữ the alarm, có nghĩa là đồng hồ báo thức. À, đồng hồ báo thức đổ chuông, ok. Đồng hồ báo thức đổ chuông vào giữa đêm, đánh thức cả nhà dậy trong nỗi sợ hãi, bằng nghĩa với rang. Bến, đốt cháy hoặc là cháy. Stop working, không làm việc nữa. Explode, nổ. À, thực ra thì chữ go up cũng bằng nghĩa với explode. Nó sẽ đi kèm với chữ bomb. Câu 15 là kiến thức về loại từ. Vị trí này cần danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ nhé. Chúng ta sẽ dựa vào từ phía trước và phía sau nó. Phía sau nó có life là một danh từ, cho nên đứng trước danh từ thì vị trí này cần một tính từ. Đuôi ly là trạng từ, bỏ đuôi ly này là tính từ. Vậy dễ dàng chọn ngay được đáp án B, independent, độc lập, depend, độc từ. Và câu D, đuôi CE là đuôi của danh từ. Ngày nay phụ nữ có giáo dục tốt có thể có được một cuộc sống độc lập hơn ngày xưa. Câu 16 là kiến thức về mạo từ. Mà mạo từ thì đương nhiên phải dựa vào danh từ đứng sau. The world, cái thế giới. The world, the earth, the sun. Những vật duy nhất luôn luôn sử dụng với mạo từ the. Câu số 17 là kiến thức về từ vựng. Và đây là một cụm từ cố định. The head of it, trụ sở chính. Câu số 18. Trong 4 đáp án này thì có 2 đáp án xuất hiện chữ be. Tức là kiến thức chủ động, bị động. Và nếu như chúng ta phải chọn lỗi thì chọn cái gì? Bị động các em nhé. Bị động là phải có be cộng V3ED. Right. Vậy thì chọn ngay the answer. Thông thường bị động là chủ ngữ chỉ vật, the first question, và phía sau sẽ không có tân ngữ mà là một trạng ngữ. Câu hỏi đầu tiên phải được trả lời trước khi bạn cố gắng những câu khác. Câu 19, phrasal verb, cụm động từ. Go up, nổ, đổ chuông. Put up bằng delay, trì hoãn. Take over, tiếp quản một vị trí. Còn keep on là tiếp tục. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng, vì vậy mà chúng tôi phải trì hoãn cuộc họp. Câu 20, cấu trúc so sánh kép, giống như khi nãy chúng ta đã gặp một lần đúng không? The cộng so sánh hơn, và đương nhiên vị trí đầu câu thứ hai cũng sẽ là
the cộng so sánh hơn, vậy thì chọn đáp án C, the higher. Nhu cầu càng cao thì giá cả càng cao. Câu số 21, 4 đáp án A, B, C, D khác nhau về thì by the end of next month là nhận biết của thì tương lai hoàn thành. Và đáp án C, will have cộng V, B, E, D. Câu số 2, từ nhận biết là yes. Get và become chính là nhận biết của so sánh kép một mệnh đề. Sau get và become sẽ là so sánh hơn and so sánh hơn. Ok, ngắn thì thêm r and r, còn dài thì dùng more and more cộng tính từ. Đáp án là more and more difficult. Tính từ sẽ đứng sau more and more nhé. Ngày càng khó hơn để hiểu những gì mà giảng viên giải thích. 23 là kiến thức về động từ khiếm khuyết. Shouldn't, không nên. Mightn't, no. Không có được viết tắt như thế này, mà chúng ta phải ghi rõ ra là might not. Thì needn't, không cần. Và mustn't, không phải. Oh no, không được. Ấm already, nghĩa là đã làm rồi, không cần làm nữa. Ok, needn't. Bạn không cần rửa những cái quả cà chua đó bởi vì chúng đã được rửa một cách cẩn thận rồi. Câu 24 là kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ở trong mệnh đề đầu will have thì tương lai đơn, và tương lai không bao giờ được đi với quá khứ. Vậy thì ta bỏ ngay được đáp án B, finished, đang chỉ ở thì quá khứ. Tương tự như vậy, câu C, had finished, cũng là thì quá khứ. Và câu D, were finishing, cũng là quá khứ, phải không nào? Chắc chắn đáp án là A. Cách dùng hay gặp nhất đó là tương lai đơn sẽ đi với hiện tại đơn. Tuy nhiên, cũng rất nhiều khi tương lai đơn được đi với thì hiện tại hoàn thành các em nha, để nhấn mạnh việc đó xảy ra xong rồi. Câu số 25 là kiến thức về giới từ. Vậy thì chúng ta thường phải dựa vào cái động từ phía trước. Agree with someone on something. Chris là someone, chỉ người, cho nên đương nhiên đáp án là A. Tôi đồng ý với Chris về cái quan điểm là sẽ không thể nào cho chúng ta để hoàn thành được bài báo cáo trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Câu 26, collocation tức là cụm từ cố định, nâng cao nhận thức. Raise people awareness. Sách đỏ đã được đưa ra để nâng cao nhận thức của con người về nhu cầu cần phải bảo tồn. Câu 27, 28, 29 là tìm lỗi sai. Tập trung vào động từ các em nha. Đâu là động từ nào? À, đoán mò thì hãy chọn vào B và C và chúng ta cùng xem. Trong câu B này có một từ rất dễ gây nhầm lẫn, đó chính là chữ do. Do thường được sử dụng nhầm với chữ gì? Chữ make các em nha. Cả do và make đều mang nghĩa là làm, nhưng mà do là làm một cái có sẵn, còn make là mình tạo ra cái mới. Vậy ở đây đi với chữ effort là nỗ lực. Nỗ lực là mình tự tạo ra chứ không có sẵn. Chắc chắn do phải sửa thành make. Những nỗ lực khác nhau phải được thực hiện để ngăn cản sự lan rộng của sự bùng nổ nCoV-19. Câu 28, tập trung vào động từ, vậy đâu sẽ là đáp án? Was, có sai không nào? Was là động từ được chia ở thì quá khứ và số ít. Vậy chủ ngữ the boys là số gì? Số nhiều, đúng không nào? Chắc chắn câu C, was, phải sửa thành were. Những cậu bé mà giành giải nhất trong cuộc thi thì rất là vui. Câu 29, đâu là động từ nào? Requires là động từ thêm s, sending động từ thêm ing và choose động từ nguyên mẫu. Ok, trong câu này có cấu trúc cũng khá hay gặp trong phần tìm lỗi sai, đó chính là cấu trúc song song khi nối với nhau bằng and các em nhé. Sending động từ thêm ing, hiring động từ thêm ing thì đương nhiên sau and cũng phải là động từ thêm ing. Vậy đáp án sẽ là choose. Chúng ta cần sửa thành choosing. Một đám cưới lớn yêu cầu rất nhiều sự chuẩn bị như là gửi thiệp mời, thuê trang phục và chọn món ăn. Câu 30, 31 chính là tìm từ trái nghĩa với từ gạch chân nhé. Cụm từ này chúng ta có thể đoán nghĩa dựa vào giới từ doubt sẽ mang nghĩa không tốt. Look down upon hoặc look down on nghĩa là coi thường. Coi thường thì trái nghĩa của nó sẽ là tốt, đúng không nào? Coi trọng. Vậy từ nào mang nghĩa không tốt? À, chúng ta sẽ dựa vào một số cái tiếp đầu ngữ nhé. Như câu D thì có chữ dis là mang nghĩa không tốt, disapprove không ủng hộ. Câu C có tiếp đầu ngữ đi cũng thường mang nghĩa đi xuống không tốt, despise coi thường. Câu B nghĩa là tuân lời, nghe lời. Như vậy chắc chắn đáp án của chúng ta phải là A, respected.
tôn trọng. Nó bằng nghĩa với cụm từ look up to. Không đi làm việc sau kết hôn, phụ nữ có thể bị phụ thuộc về tài chính và bị coi thường bởi đàn ông. Câu 31, more than nghĩa là nhiều hơn. Trái nghĩa với more than là less than. No, cẩn thận các em bị lừa nhé. Ở đây chúng ta có hai cụm từ ít hơn, đó là less than và fewer than. Và sự khác nhau đó là less chỉ dùng với danh từ không đếm được, còn fewer than cộng với danh từ đếm được. Hơn 5.000 người tham gia ở cuộc đua marathon ở Boston. Như vậy rõ ràng danh từ participants là danh từ đếm được, đã thêm S thì trái nghĩa của nó phải chọn đáp án C, fewer. 3233 là dấu trọng âm, có đuôi sần sẽ nhấn trước nó. Âm 2, destruction, poverty, đuôi y dài thì nhấn cách nó một âm, tức là âm thứ nhất. Disaster, âm thứ 2. Dis thường không bao giờ nhấn, và R cũng vậy. Potential có đuôi IAL nhấn ngay trước nó nhé. Vậy thì chọn đáp án B. Câu 33 là từ có hai âm tiết, travel nhấn âm 1, inspire âm 2, devote âm 2, improve âm 2. Vậy đáp án sẽ là câu A. Từ có hai âm tiết, những động từ thường nhấn vào âm thứ hai, còn danh từ thì thường sẽ nhấn vào âm thứ nhất các em nhé. 34-35 là câu giao tiếp. Liam và Kara đang thảo luận về những kỹ năng học tập mới. Liam, tôi nghĩ rằng kỷ luật là một kỹ năng quan trọng đối với tất cả mọi người ngày nay. Kara có nói chữ have, nó giúp cho chúng ta đạt được những thành công lớn. Vậy bạn đó đã đồng ý. Chúng ta chọn ngay đáp án C. I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Câu A, B và D đều mang nghĩa không đồng ý, phải không nào? Tôi không hiểu, tôi không nghĩ nó đúng và bạn có thể là sai. Câu 35, Tom bỏ quyển sách ở nhà và anh ấy nhờ John giúp đỡ. Oh no, tôi để quên quyển sách ở nhà mất rồi. Tôi có thể xem chung sách với bạn không? Rất sẵn lòng đúng không nào? Yes, sure, tất nhiên rồi. No thanks, dùng khi nào cảm ơn nếu như họ mời mình ăn hoặc uống nhưng mà mình không muốn. No way, không đời nào tôi với mua một quyển sách khác xong. Thủ quá ha. Yes, I do too. Vâng, tôi cũng vậy. No. Tiếp theo là bài đọc điền từ vào chỗ trống gồm 5 câu từ 36 đến 40. Các em nên dịch ra dựa vào ngữ cảnh của những từ xung quanh thì chúng ta điền sẽ chính xác hơn nhé. Những loại động vật khác nhau đã xuất hiện và biến mất trong suốt lịch sử của trái đất. Một số loài động vật bị tuyệt chủng bởi vì khí hậu nơi chúng sống thay đổi. Đương nhiên phải chọn đáp án where. Chúng ta phải dựa vào cái mệnh đề mà đại từ quan hệ này nằm, đó chính là mệnh đề thứ hai. Chúng sống thì không thể là sống cái gì, mà động từ ly này cần một trạng ngữ sống ở đâu. Chọn đáp án where. Cái khí hậu có thể trở nên ẩm ướt hơn hoặc khô hơn. Nó có thể trở nên ấm hơn hoặc lạnh hơn. Nếu như những loài động vật không thể thay đổi hoặc là thích nghi với cái điều kiện khí hậu mới, chúng chết. Một số loài động vật bị tuyệt chủng bởi vì chúng không thể gì với các loài khác để có thức ăn. Đi với dưới từ with thì chọn D, compete with, cạnh tranh với. Complete, hoàn thành. Fight, tìm ra. Exist, tồn tại. Đều không đi với dưới từ quit. Một số loài động vật bị tuyệt chủng bởi vì chúng bị giết bởi kẻ thù. Những loài động vật mới luôn luôn tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là một loài sẽ thay đổi như thế nào từ thế hệ này qua thế hệ khác. Quickly, nhanh chóng. Slowly, chậm. Suddenly, bất thình lình, bất ngờ. And accidentally, tình cờ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là thay đổi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và ngay câu sau này, small differences, sự khác biệt nhỏ giữa cha mẹ, con cái, cháu chắt. Slowly, chậm chậm thêm vào qua many many generations, rất nhiều thế hệ. Vậy thì rõ ràng phải chọn đáp án slowly, ok, thay đổi một cách chậm chậm qua nhiều thế hệ, đúng không nào? Đó, một cái mẹo nữa để làm bài đọc điền từ đó chính là đôi khi từ cần điền nó sẽ nằm ở ngay trong bài văn, ở phía câu trước hoặc câu sau đấy. Câu 39, đôi khi rất nhiều loài động vật trên trái đất tuyệt chủng cùng một lúc. Ok, at the same time, cùng một lúc. Các nhà khoa học gọi đây chính là sự tuyệt chủng hàng loạt, mass extinction. Các nhà khoa học nghĩ rằng có ít nhất
5 sự tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử của trái đất. Lịch sử của trái đất tính cho đến hiện nay, cho nên đấy chắc chắn là phải chi thí hiện tại hoàn thành. Đoạn thạp biển vì sao vậy? Với cấu trúc DAB thì chủ ngữ chính của chúng ta là cái cụm từ đứng phía sau. Ít nhất là 5 cái sự tuyệt chủng hàng loạt, số nhiều. Okay, it's the end of the lesson today. Goodbye and see you again.